Bước vào tháng 12, không khí Giáng sinh đã ngập tràn trên đường phố. Và còn chờ đợi gì nữa mà các bạn không cùng chuẩn bị cho một mùa Noel thật ấm áp nào? Trước tiên là hãy trang trí cây thông Noel làm sao cho thật đẹp nhé. Và đây chính là những ý tưởng trang trí cây thông Noel đơn giản, tiết kiệm và dễ làm nhất. Hãy cùng khám phá nào! Các bạn có thể trang trí cây thông Noel theo cách cổ điển. Kiểu trang trí này yêu cầu một cây thông phải có những quả cầu sáng lấp lánh và được treo trên những tán thông, dằng các chuỗi cơm hay là đèn sáng thành từng tầng rỗng vũ. Dưới gốc thông là những hộp quà và trên ngọn thông là đôi sao lấp lánh. Đặc biệt, vị trí cây thông thường được đặt gần lò sưởi hay là những hình ảnh tượng trưng cho lò sưởi, hoặc là đặt cạnh góc nhà. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể treo những chiếc tất đựng quà của ông già Noel. Các bạn cũng có thể chọn những chiếc tất màu xanh, màu đỏ hay là màu vàng, miễn sao là màu nổi bật và các bạn thích nhất để trang trí thêm cho cây thông Noel nhé. Các bạn cũng có thể trang trí cây thông Noel bằng len. Nguyên liệu rất là dễ tìm. Với cách trang trí cây thông Noel bằng len này, các bạn cần chuẩn bị những vật liệu đơn giản như sau. Len hoặc là sợi màu tùy thích. Các bạn có thể chỉ cần tới len vụn cũng được. Một ít keo sữa, một miếng xốp mỏng. Các bạn có thể tận dụng cái vỏ hộp xốp đựng thức ăn, tăm hoặc là xiên tre và một mẫu giấy. Các bạn nên chọn một mẫu biểu tượng yêu thích rồi in ra giấy và cắt với kích cỡ vừa ý. Sau đó cắt in ra để làm mẫu giấy. Cách làm đồ trang trí cây thông Noel này cũng cực kỳ đơn giản luôn. Đầu tiên là các bạn đổ keo sữa ra một cái bát nhỏ, nhúng toàn bộ phần len sợi, đủ để phủ kín hình ảnh mà các bạn cần tạo vào keo sữa. Dùng tăm ấn, đảo cho sợi ngấm đều keo. Đặt mẫu giấy lên miếng xốp mỏng và ghim tăm vào những điểm chốt ngoài của hình mẫu. Với những hình ảnh ngôi sao thì các điểm chốt chính là đỉnh nhọn của các cánh và điểm trong cùng của các góc cánh giao nhau. Còn những hình ảnh có đường cong thì các bạn phải ghim tăm nhiều hơn men theo đường cong đó. Sau đó bỏ mẫu giấy đi, các bạn còn lại một bộ khung hình từ những tăm ghim trên xốp. Buộc thắt nút đầu sợi vào một chiếc tăm và nhấc sợi cho dốc bớt keo. Nếu cần thiết, các bạn sẽ dùng tay tuốt keo cho xuống bớt. Ghim đầu tăm vừa buộc sợi vào một vị trí điểm chốt trên khung tăm đã ghim trên xốp. Luồn sợi men theo dãy tăm cho đến khi nó trở về vị trí ban đầu để tạo nên một khung len bên ngoài hình ảnh. Sau khi tạo khung len, các bạn thả tự do uốn lượn các sợi len cho kín đặt phần rỗng bên trong hình ảnh. Dàn len phủ mỏng đều và cân đối trên hình. Cắt bỏ len thừa và đợi len khô keo thì tách rời toàn bộ hình len ra khỏi xốp. Thành phẩm có được là các bạn sẽ có được những cái hình ảnh rất đáng yêu như thế này đây. Chỉ đơn giản là nhúng len vào keo sữa và tạo hình khung ảnh bằng tăm trên xốp. Sau đó là thả len theo khung hình, đợi khô hoàn toàn là có được một biểu tượng bằng len. Các bạn có thể dùng những biểu tượng nhỏ xinh này để trang trí cây thông Noel, cành đào ngày Tết, tạo decor trưng bày trong tủ kính hoặc trang trí móc treo điện thoại. Chìa khóa hay là phụ kiện đi kèm trang phục đều rất đẹp mắt và cực kỳ dễ làm. Nếu các bạn không thích trang trí cây thông Noel theo kiểu truyền thống, thì có thể trang trí cây thông Noel theo kiểu hiện đại. Phong cách trang trí cây thông Noel hiện đại không quá cầu kỳ, nhưng bạn có thể kết hợp được với những quả bóng màu đỏ, sợi tua rô đỏ lấp lánh, quấn chéo quanh gốc cây. Dưới gốc cây các bạn cũng đừng quên có những hộp quà thắt nơ với nhiều màu sắc khác nhau. Trên đỉnh có thể treo hoa nơ trạng nguyên hoặc là đôi chuông nhỏ. Cuối cùng, bố trí một hàng rào bằng gỗ xung quanh cây thông là các bạn đã hoàn thành khâu trang trí cây thông Noel theo phong cách hiện đại rồi. Cũng có một lựa chọn khá tuyệt vời là các bạn có thể trang trí cây thông Noel phủ tuyết trắng. Một cây thông Noel với sắc trắng chủ đạo của tuyết sẽ khiến cho căn phòng của bạn bừng sáng và mang lại một chút mùa đông trong đêm Giáng sinh. Các bạn có thể xịt sơn trắng lên cây thông hoặc trang trí chúng bằng bông gòn, thêm những hạt ngọc châu màu bạc, đèn chớp màu trắng cho nổi bật. Với tông màu trắng nhẹ nhàng mà sang trọng, chắc chắn cây thông Noel phủ tuyết sẽ khiến căn phòng của bạn thêm lung linh và ngập tràn không khí Giáng sinh. Nếu các bạn là một người tỉ mỉ thì các bạn có thể trang trí cây thông Noel bằng nghệ thuật origami. Origami là nghệ thuật lâu đời của Nhật Bản. Từ những mảnh giấy vô hồn, người Nhật đã khéo léo xếp chúng bằng tay để cho ra những cái hình mẫu sống động, xinh đẹp, đẹp mắt như là hạt giấy, thuyền giấy, hoa giấy, sao giấy v.v. Nếu dùng những mẫu xếp giấy này để trang trí cây thông Noel, chắc chắn các bạn sẽ có được một cây thông Noel mang phong cách Nhật Bản hết sức độc đáo và ấn tượng. Đây còn là một cách trang trí cây thông Noel hết sức tiết kiệm và tiện lợi. Chỉ cần một chút khéo tay và sáng tạo, các bạn có thể hoàn toàn tự làm tại nhà mà không tốn quá nhiều chi phí đi mua đồ trang trí. Còn một cách trang trí cây thông Noel được rất nhiều gia đình lựa chọn đó chính là trang trí cây thông Noel với hình ảnh kỷ niệm của gia đình. Không cầu kỳ và tốn kém như các hình thức trên, chỉ với những tấm ảnh kỷ niệm của gia đình, khéo léo đục lỗ và treo lên những cành thông, thì các bạn đã có được một cây thông rất xinh xắn và có nhiều ý nghĩa trong mùa Giáng sinh này rồi. Đây không chỉ là vật trang trí cây thông cho ngôi nhà của bạn, mà còn là nơi lưu giữ tình cảm và kỷ niệm của gia đình.
Hãy cùng người thân, bạn bè trang trí cây thông Noel theo phong cách đầy ý nghĩa này nhé. Chắc chắn các bạn sẽ có được những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong mùa Giáng sinh năm nay. Nếu các bạn biết thêm được những cách trang trí cây thông Noel nào hay, hấp dẫn, tiện lợi và đơn giản, thì có thể để lại bình luận chia sẻ bên dưới. Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến và xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau chuyên về những mẹo vặt cho cuộc sống nhé.